4 cân. Chào quý vị và các bạn, thì hôm nay em giới thiệu với quý vị một con đài của Mỹ là Zenith. Thì con này quý vị có thể để trưng bày phòng làm việc hay là trong phòng khách gì đó trưng bày, nó rất là đẹp ha. Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Như cổ phiếu ngân hàng. Ta đang hát FM AM nha. Bây giờ chuyển qua FM. Vừa rồi là ca khúc Si Tình do Hoàng Thị Linh thể hiện. Chắc chắn là không thể thiếu bài hát này trong playlist hôm nay của chúng ta rồi. Nhắc đến Si Tình thì FM được đầu tiên ở thị trường Trung Quốc chưa phải là thành tích nổi bật nhất của ca khúc này đâu, mà nó còn trở thành trend được các idol. Thì con này nó có thêm cái chức năng là. Và Ngọc Kiên sẽ kể lại. Eo tụ làm nói chung là cái chức năng báo thức em chưa có tìm hiểu. Đài là dòng lòng, cũng là dòng đài cổ nhưng mà em cũng không có tìm hiểu cái chức năng mà thì đài nó hoạt động AM FM hoạt động như vậy. Thì khiến fan hâm mộ Việt Nam tự hào, không ngừng khen ngợi Sung Hoon và chính chủ Hoàng Thị Linh cũng ngay lập tức chia sẻ lại video Radio Chicago USA Zenith ha. Thì con này thì có mức giá là 2 triệu quý vị. Thanh lý luôn, lỗ luôn. Nhanh quý vị luôn ha. Rất là độc quý vị ha. Quý vị thấy ha, đài để trưng bày này rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.